Xin chào mọi người, tháng 7 này nhà Tapuho ra mắt sản phẩm mới là thớt gỗ tách Tapuho. Thớt được làm từ 100% gỗ tách tự nhiên, nhập khẩu từ Lào, dày dặn, chịu lực tốt, chống sẹo và thân thiện với lưỡi dao, không như các loại thớt truyền thống khác, dùng lâu sẽ ra nhiều mụn gỗ, dễ nấm mốc, gây mất an toàn vệ sinh. Thớt gỗ tách Tapuho không ngấm nước, không mối mọt, không cong vênh, hạn chế tối đa nấm mốc và mụn gỗ trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, thớt tách Tapuho có kiểu dáng và màu sắc sang trọng, hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao, có thể dùng chế biến thực phẩm hàng ngày cũng như là decor thức ăn. Thớt tách Tapuho có hai kích thước thông dụng nhất hiện nay là 25x30cm và 25x35cm với độ dày 2.5cm, phù hợp nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thớt tách Tapuho, chất lượng, thẩm mỹ, sự lựa chọn tốt nhất cho căn bếp nhà bạn.